Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trồng cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế khá. Hải Dương xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin xuyên tạc bịa đặt trên mạng xã hội. Hội Phụ nữ huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình phát động phong trào sử dụng làn đi chợ thay túi ni lông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều địa phương tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi từ trồng lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, mang lại hiệu quả kinh tế khá cho người dân. Hiện nay tại huyện Khoái Châu đã hình thành nhiều vùng sản xuất cây dược liệu với tổng diện tích là gần 600 ha, chủ yếu trồng các loại cây như nghệ, cỏ ngọt, bạc hà, húng quế, địa liền, tập trung ở các xã Bình Minh, Chí Tân, Hàm Tử. Theo người dân cho biết, quy trình trồng các loại cây dược liệu này khá dễ, ít tốn kém về phân bón, lại là dược liệu sạch nên sản phẩm thu hoạch đến đâu được thu mua đến đấy. Với giá như hiện nay, địa liền là 13-14.000 đồng 1 kg, nghệ 5.000 đồng 1 kg, cỏ ngọt có giá là 40-50.000 đồng 1 kg, trừ chi phí người dân thu lãi từ 10-15 triệu đồng một sào. Đây là mô hình mang lại hiệu quả cao nhưng cần có sự liên kết giữa doanh nghiệp và người dân, tránh trồng ồ ạt để thuận lợi đầu ra cho sản phẩm, bảo đảm tính ổn định lâu dài. Đến thời điểm này, tỉnh Nam Định đã xây dựng phát triển được 25 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gắn với truy xuất nguồn gốc, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và đem lại sự yên tâm cho người tiêu dùng. Để tiếp tục phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc, thời gian tới tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung triển khai xây dựng và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm để đa dạng hàng hóa nông nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng trong cả nước, đẩy mạnh việc hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến như VietGAP, HapRap, ISO, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, vận động hướng dẫn các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng mã tem QR để quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Giới thiệu Nông nghiệp Sạch của tỉnh để tăng cường hợp tác liên kết với các tỉnh trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm sạch của tỉnh và cả nước nhằm phục vụ người tiêu dùng. Nghề mộc thủ công vốn đòi hỏi thợ có tay nghề cao, tuy nhiên nghề mộc hiện nay lại không thu hút được lao động trẻ. Nhiều cơ sở sản xuất đồ gỗ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã đầu tư máy móc hiện đại để giảm áp lực tìm lao động với nghề đặc thù này. Tại cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Lâm nằm trong khu công nghiệp Quỳnh Giao, dù có quy mô sản xuất lớn hơn so với trước đây, song lại không cần đến nhiều lao động. Đặc biệt khi những thợ có tay nghề cao ngày một ít đi do giới trẻ không muốn theo đuổi nghề thủ công này, thì việc đầu tư máy móc hiện đại đã giúp cơ sở tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Những máy đục điêu khắc hoa văn tự động, máy nhám, máy xẻ, máy cắt bàn trượt hoạt động tương đương từ 5 đến 10 lao động. Không chỉ vậy, các sản phẩm được sản xuất còn cho độ chính xác và tinh xảo. Đây là cách để giảm áp lực từ việc phải tìm lao động cho nghề thủ công, đòi hỏi tay nghề và đặc thù từ nghề mộc truyền thống. Cùng với việc tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã chưa được công nhận, những năm qua, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các địa phương đã về đích chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, nếu dừng lại là bị tụt lùi. Do đó, sau khi đạt chuẩn, 14 xã của huyện Thuận Thành vẫn tiếp tục đề ra các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động cao như môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông. Đến thời điểm này, huyện Thuận Thành đã có 14 trên 17 xã được công nhận nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019, 100% các xã đạt chuẩn. Những năm qua, bên cạnh việc tập trung đầu tư hoàn thiện, huyện cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các địa phương đẩy mạnh thực hiện nâng cấp chất lượng các tiêu chí, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra rà soát đối với các xã để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí, đồng thời trên cơ sở đó giúp các xã hình thành được các tiêu chuẩn trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đến thời điểm này, toàn huyện Kinh Môn đã có 9 xã thị trấn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn tiêu hủy đã lên đến 3.000 con với trọng lượng 176 tấn.
Trong đó, địa phương có số lợn tiêu hủy nhiều nhất đến thời điểm này là xã Minh Hòa, có số lợn tiêu hủy gần 1.000 con với tổng trọng lượng gần 50 tấn. Tiếp đến là xã Hiến Thành có số lợn tiêu hủy là gần 400 con, trọng lượng trên 26 tấn. Để ngăn chặn và khống chế sự lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Kinh Môn đã lập và duy trì 11 chốt kiểm dịch, sử dụng cấp gần 2.700 lít hóa chất và gần 46 tấn vôi bột để khử trùng môi trường tại các khu vực có dịch và vùng có nguy cơ dịch bùng phát. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp dập dịch nhưng dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, lây lan trên địa bàn là do huyện có địa bàn rộng, các phương tiện vận chuyển thức ăn chăn nuôi, vận chuyển lợn qua lại địa bàn lớn nên khó kiểm soát triệt để các nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Kinh Môn tiếp tục đề nghị các xã thị trấn trên địa bàn cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chống dịch, các hộ chăn nuôi làm tốt công tác tiêu độc khử trùng và kiểm soát chặt các nguồn lây vào trang trại, gia trại. Mới đây, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trạm Thú Y huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 89T07997 do Nguyễn Quang Anh, trú tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi điều khiển, đang vận chuyển hai con lợn có dấu hiệu ốm bệnh đi tiêu thụ. Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Quang Anh được một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ liên hệ bán hai con lợn có tổng trọng lượng khoảng 500kg tại khu vực chợ Thi, huyện Ân Thi với giá 1 triệu đồng một con. Anh Quang Anh đã đồng ý mua số lợn trên và vận chuyển lên khu vực xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào để tiêu thụ kiếm lời. Đến khoảng 19 giờ 30 phút khi xe vận chuyển đang dừng tại đường liên xã thôn 1, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi thì bị lực lượng công an phát hiện và kiểm tra. Qua làm việc với cơ quan thú y xác định hai con lợn trên có biểu hiện bị bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất huyết nhẹ dưới da bụng. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện vận chuyển và hai con lợn mắc dịch bệnh cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi xã Hạ Lễ để khử trùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo quy định, đồng thời ra quyết định xử phạt đối tượng trên. Được biết, hiện xã Hạ Lễ cũng đã công bố có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có hơn 13.000 doanh nghiệp với trên 27 vạn lao động. Với số lượng công nhân làm việc theo ca liên tục tăng lên, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các bếp ăn tập thể đảm bảo bữa ăn cho người lao động. Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, qua kiểm tra, đa số các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa ký kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong quá trình hoạt động, sử dụng bếp ăn không được thiết kế một chiều, không tách biệt nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác. Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc tập thể với 212 người. Mới đây, vào ngày 10 tháng 4, 86 công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn HAE Việt Nam ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương đã bị ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn trưa, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 7 với các triệu chứng như buồn nôn, đi ngoài, đau bụng. Hiện nay, nhu cầu các bếp ăn tập thể và các cơ sở cung cấp thức ăn cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngày càng tăng, do đó càng chứa đựng nhiều nguy cơ thực phẩm mất an toàn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm tra và có cơ chế phối hợp trong kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, phát hiện và xử lý các vi phạm của các cơ sở cung cấp thực phẩm và thức ăn. Hầu hết các túi ni lông chỉ được sử dụng một lần duy nhất sau khi sản xuất và 95% giá trị của các túi ni lông tương đương khoảng 80 đến 120 tỷ đô la Mỹ đang bị lãng phí mỗi năm. Tại tỉnh Thái Bình, Hội Phụ nữ huyện Kiến Sương đã phát động phong trào Tùng Làn đi chợ thay túi ni lông. Cách làm này vừa tiết kiệm được tiền chi tiêu hàng ngày, vừa không gây ô nhiễm môi trường. Đi chợ cùng làn nhựa. Thói quen đang được chị em phụ nữ xã An Bình, huyện Kiến Sương hưởng ứng vì những lợi ích thiết thực. Theo tính toán sơ bộ, mỗi ngày một người đi chợ sẽ sử dụng trung bình 10 túi ni lông và từ đây một lượng rác khó phân hủy khổng lồ sẽ thải ra môi trường. Vì vậy, mô hình dùng làn nhựa đi chợ thực sự có ý nghĩa lớn. Cái mô hình sử dụng làn nhựa thay cho túi ni lông để chúng phụ nữ chúng tôi đi chợ thì đã được cấp hội Liên hiệp phụ nữ xã chúng tôi triển khai và đã dần dần đi vào trong nhận thức của từng cán bộ hội viên phụ nữ và lan tỏa đến cả nhân dân. Không chỉ ở riêng huyện Kiến Sương, mô hình này cũng đang được nhân rộng ra các địa phương trong toàn tỉnh Thái Bình.
Đồng thời, các cấp hội phụ nữ cũng đang nghiên cứu đưa ra các loại túi sách có thể gấp gọn đối với nữ công nhân viên chức, nhằm từng bước hạn chế và nói không với việc sử dụng túi ni lông. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy ý nghĩa của việc đọc sách, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp khuyến khích niềm đam mê đọc sách của các em học sinh ở các nhà trường, đem lại hiệu quả thiết thực. Trường tiểu học Đình Cao là một trong những nơi có phong trào đọc sách được duy trì thường xuyên. Thư viện của nhà trường hiện nay có hơn 6.400 đầu sách được trang trí đẹp mắt để thu hút học sinh vào đọc. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, sách được sắp xếp theo thứ tự, tìm kiếm dễ dàng. Để nâng cao hơn nữa niềm đam mê đọc sách, năm 2014, trường đã xây dựng mô hình thư viện xanh. Các em học sinh được thoải mái nghiên cứu sách vở trong không gian thiên nhiên, tạo hứng thú và giúp việc đọc sách có hiệu quả hơn. Hiện tại thì trường của tôi không những là chỉ có sách ở trong thư viện của phòng đọc và thư viện xanh, và hiện tại trên các lớp học của chúng tôi đều xây dựng những tủ sách. Nhà trường của tôi là kết hợp với biên đội là đã tổ chức cho học sinh những ngày lễ, ngày hội đọc sách, và đặc biệt là đó là những cái tổ chức cho học sinh thi kể chuyện theo sách này, thế rồi thì sáng tác chuyện theo sách. Ở trường trung học cơ sở thị trấn Trần Cao, thư viện của nhà trường ngày nào cũng có rất đông học sinh đến đọc và mượn sách. Hàng năm, trường đều trích một phần kinh phí để bổ sung, mua các đầu sách mới và kêu gọi sự ủng hộ sách từ các tập thể và cá nhân. Từ đầu tháng 10 năm 2018, trường phát động xây dựng tủ sách thân thiện ở tất cả các lớp với trên 200 đầu sách. Những học sinh có sách cũ không dùng đến được kêu gọi, quyên góp vào tủ sách chung của nhà trường. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Phù Cừ đều tổ chức ngày hội đọc sách. Từ đó, các em học sinh được mở rộng kiến thức, rèn luyện đạo đức, vốn sống, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học trong nhà trường. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đối với trẻ em, cho nên cần tạo cho trẻ môi trường học tập tốt, phù hợp, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã tích cực đổi mới phương pháp và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Một trong các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non được ngành giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định đẩy mạnh trong những năm qua, đó là xây dựng trường mầm non, lấy trẻ làm trung tâm, bảo đảm tất cả các trẻ em đều được tạo cơ hội học tập thông qua vui chơi và các hoạt động phù hợp nhu cầu. Trẻ tích cực chủ động tham gia các hoạt động làm việc theo nhóm để được trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến, biết suy nghĩ và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống gặp phải. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục xác định với chủ đề kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện chuyên đề phát triển, vận động cho trẻ trong trường mầm non. Với 100% nhóm lớp thực hiện xây dựng môi trường phát triển vận động tốt trong nhà trường, các nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đảm bảo đủ điều kiện cho việc dạy và học. Ngoài ra, cũng tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chế tài xử lý những hành vi lợi dụng mạng Internet để xúc phạm danh dự uy tín của các tổ chức cá nhân, tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đã được quy định rõ. Tuy nhiên, một số cá nhân vẫn cố tình vi phạm hoặc do thiếu hiểu biết đã vô tình phát tán những thông tin xuyên tạc, bịa đặt lên mạng xã hội. Tại tỉnh Hải Dương, các cơ quan chức năng đã và đang theo dõi chặt chẽ, kịp thời, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi này. Trên địa bàn cả nước và ở tỉnh Hải Dương, nhiều đối tượng cố tình vi phạm, có hành vi đưa thông tin sai sự thật, bình luận, chia sẻ, hưởng ứng những bài viết xuyên tạc đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trên các trang mạng xã hội đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, việc lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái trên không gian mạng, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý. Thì chúng tôi đã áp dụng cái thứ nhất ấy, là phải chủ động nắm tình hình, phát hiện những trang web và những diễn đàn để xác định ra những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Vấn đề thứ hai là chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an để phát hiện và làm rõ cái hành vi này. Vấn đề thứ ba nữa là phải chủ động ngăn chặn và tuyên truyền
đến toàn thể nhân dân nắm được các thủ đoạn của các đối tượng vi phạm để nhân dân cảnh giác và phòng ngừa. Trong không gian mạng rộng lớn, phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác minh. Bên cạnh đó, nhận thức của nhiều người dân còn hạn chế khi tiếp nhận các luồng thông tin trái chiều, thông tin xấu, độc trên mạng, không ý thức được rằng hành động bấm like, share đã vô tình phát tán, hưởng ứng các luồng thông tin từ các đối tượng xấu, các thế lực phản động. Qua quá trình điều tra, công an cũng phát hiện một số người đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng phát tán thông tin sai trái trên mạng xã hội. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ khi sử dụng mạng Internet cần được chú trọng hơn nữa. Mọi người dân cần cảnh giác trước những thông tin sai trái, thù địch chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Luật an ninh mạng đã quy định rất rõ, tất cả các hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để phát tán thông tin sai lệch, xúc phạm danh dự uy tín của cá nhân tổ chức, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày nay, mạng xã hội phát triển nhanh chóng và trở nên phổ biến trong cuộc sống của con người. Bên cạnh những lợi ích thì chúng cũng tiềm ẩn khá nhiều tác động tiêu cực đến người sử dụng như gây nghiện, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, hành vi suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ. Hiện nay nhiều bạn trẻ dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội phổ biến như Zalo, Facebook, Instagram. Thường thì mình thường sử dụng những buổi tối là chủ yếu và cả những buổi trưa học về mình cũng hay sử dụng. Ở trường thì mình sử dụng được khoảng tầm 3 tiếng mạng xã hội trong một ngày. Sử dụng mạng xã hội liên tục trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người, gây ra những triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, đau đầu, nhức mỏi mắt, gây nghiện, phụ thuộc mạng xã hội. Những ngày vừa qua, nhiều hiện tượng xấu lan truyền trên mạng xã hội như khá bảnh, phúc XO. Các hiện tượng mạng này thường tự quay clip đập phá, đốt xe, chửi bậy, cờ bạc, khoe của đã ảnh hưởng không tốt tới hành động và suy nghĩ của người xem. Đồng thời, biến mạng xã hội thành nơi để quảng cáo, câu like phục vụ cho mục đích cá nhân để trục lợi. Mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi, vì vậy thiết nghĩ mỗi người sử dụng cần có những hiểu biết nhất định, cân nhắc kỹ càng khi ấn nút like, share, để mạng xã hội luôn là phương tiện phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc cũng như cuộc sống. Đồng thời, việc quản lý cũng như xử phạt người dùng vi phạm pháp luật trên mạng xã hội cần được cơ quan chức năng siết chặt hơn. Những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xảy ra một số vụ trộm cắp cướp giật tài sản trên các tuyến đường. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc sáng sớm trên những đoạn đường vắng người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm này. Trên cầu vượt Đồng Văn, huyện Duy Tiên, nơi đã xảy ra vụ cướp giật tài sản ngày 27 tháng 3. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phượng, chú ở huyện Kim Bảng, bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều, giật chiếc túi sách bên trong có một điện thoại di động, gần 1 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau khi nhận trình báo của người bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Duy Tiên đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng, gồm Đoàn Văn Mai sinh năm 1992, Mai Thúy Hồng sinh năm 1999, Nguyễn Đăng Trưởng sinh năm 1993 và Trần Khắc Thản sinh năm 1993, cùng chú tại tỉnh Hưng Yên. Tang vật được thu hồi trả lại cho nạn nhân. Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt 4 vụ cướp giật tài sản tại Duy Tiên và Hưng Yên trong thời gian qua. Cháu cả đối tượng là Mai Trường mượn xe chơi với nhau, mượn xe của Hồng để đi cướp giật tài sản. Người ta đi đường sơ hở là bọn cháu áp sát người ta, chúng nó giật đồ. Sau khi xảy ra các vụ án cướp giật thì phòng cảnh sát hình sự và công an các quận thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra làm rõ một số vụ cướp giật để đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Bên cạnh cái việc mà triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm cướp giật thì cũng khuyến cáo với người dân trong cái quá trình tham gia giao thông trên đường để nâng cao cái tinh thần cảnh giác, không đeo túi sách ở trên xe và đặc biệt là vào những cái giờ đêm khuya không nên đi một mình ở những cái nơi vắng vẻ để tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật. Nhằm phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản, cùng với công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng chức năng, thì bản thân mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án. Đồng thời,
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt, nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.